Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính các bạn nhé. Cho những các bạn mới bắt đầu đấy, hoặc là người lớn tuổi và người già đang có nhu cầu về gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì mình có làm một số clip chia sẻ các bạn về cái cách gõ tiếng Việt có dấu, chủ yếu là dành cho các bạn mới bắt đầu thôi. Đó, ở trên máy tính thì trên laptop hay là trên máy tính bàn thì đều giống nhau các bạn nhé. Đó, thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập cái kênh của mình nhé, thì các bạn tham khảo thêm một số video đó. Rồi thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về các cái thao tác rất là cơ bản khi các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính, tức là khi các bạn soạn thảo văn bản ở trên máy tính đó để phục vụ cho công việc các bạn nhé. Thì mình giới thiệu cho các bạn mới bắt đầu, để cho nên mình sẽ đi chậm vào chi tiết nhé, để các bạn dễ theo dõi nhé. Ở đây thì mình có giới thiệu qua một cái laptop Dell các bạn nhé, laptop 15,5 inch. Đó, màn hình mình sẽ quay cả bàn phím và màn hình để các bạn dễ theo dõi luôn nhé. Rồi, thì trong các clip trước ấy, thì mình đã chia sẻ các bạn về cái vấn đề là gõ tiếng Việt ở trên máy tính, thì theo cái kiểu gõ Telex các bạn nhé. Các bạn sử dụng cái phần mềm UNIKEY để các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính. Đấy, thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết ở trong các video trước rồi các bạn nhé. Ở đây chúng ta sử dụng cái phần mềm UNIKEY này các bạn này. Đây các bạn nhé, đấy UNIKEY. Các bạn sử dụng bảng mã là Unicode này, và các bạn sử dụng kiểu gõ là Telex nhé. Đấy, các bạn chọn dòng đầu tiên luôn. Đó, hai cái ô ở đây chọn dòng đầu tiên, ô dưới cũng các bạn cũng chọn dòng đầu tiên luôn. Đó, bảng mã là Unicode này, kiểu gõ Telex. Thì các bạn máy các bạn phải cài cái phần mềm UNIKEY này, đó là UIN ha, vào máy tính thì các bạn sẽ gõ tiếng Việt được. Đó, thì ở đây đối với tiếng Việt thì chúng ta có 5 cái dấu các bạn nhé. Dấu huyền này, đấy các bạn gõ dấu sắc này, dấu nặng và dấu hỏi, dấu ngà này. Đó, dấu huyền thì các bạn bấm vào phím có chữ F ở trên bàn phím nhé. Đây, cái phím có chữ F ở đây nhé. Đó, hoặc là dấu sắc này, các bạn bấm vào phím có chữ S này. Đấy, phím có chữ S ở đây. Đó, thì cái vấn đề mà sử dụng bàn phím của laptop hay là máy tính bàn thì mình cũng đã chia sẻ đến kênh của mình rồi nhé. Các bạn có thể truy cập vào các bạn tham khảo thêm. Đó, dấu nặng thì các bạn bấm vào chữ G, phím có chữ G. Dấu hỏi các bạn bấm vào phím có chữ R. Và dấu ngả thì các bạn bấm vào phím có chữ X. Đấy, và những cái chữ cái đặc biệt trong quá trình các bạn soạn thảo văn bản thì các bạn sẽ gặp, ví dụ như là O, Ơ, Ư này, Ê và Ở này, Á này và chữ D. Đó, thì các bạn tham khảo thêm các video trước các bạn nhé, bởi vì là bây giờ nếu mình chia sẻ lại thì cũng hơi tốn thời gian. Đó, thì mình sẽ đi vào cái chủ đề đó là các cái thao tác cơ bản ở trên Word thôi. Đó là chẳng hạn như là những cái thao tác rất là cơ bản thôi. Ở đây mình lấy những cái ví dụ để làm demo cho các bạn nhé. Đầu tiên này là các bạn chọn cái phông chữ nhé, phông chữ. Thì các bạn sẽ vào cái dòng đầu tiên này các bạn này. Các bạn thấy phía trên này nhé, có cái ô đây. Đây các bạn nhé, đây các bạn tích vào đây. Thì ở đây mình đang chọn cái phông chữ RAM Times New Roman này. Cái phông chữ Times New Roman này theo quy định của Việt Nam mình các bạn nhé. Các bạn chọn cái phông chữ này, Times New Roman, các bạn tích vào đây. Ngoài ra ở dưới này có rất là nhiều cái phông chữ nữa này. Đấy, thì các bạn có thể chọn, nhưng mà theo quy chuẩn của Việt Nam mình thì chúng ta sẽ chọn vào phông chữ Times New Roman nhé. Các bạn tích vào đây. Đó, còn cỡ chữ ấy thì các bạn sẽ tích vào đây. Cỡ chữ 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 14, 16, 18 này, vân vân. Đấy, càng xuống phía dưới thì cái cỡ chữ càng tăng lên và cái chữ nó sẽ lớn lên. Rồi, ví dụ như ở đây mình đánh cái chữ là tin học cơ bản này, thì các bạn muốn cho cái cỡ này nó lớn hơn chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn phải bôi đen. Bôi đen thì các bạn để con trỏ chuột đang trước này. Nó đang nhảy nhảy đây nhá. Và các bạn nhấn và giữ chuột trái nhá, nhấn và giữ chuột trái để các bạn kéo rê, các bạn bôi đen hết. Đó, các bạn muốn thay đổi cái cỡ chữ lớn hay là nhỏ thì các bạn phải bôi đen. Trước tiên là các bạn phải bôi đen đã nhá, bôi đen cái dòng chữ đó. Rồi, tiếp theo các bạn vào cái mục trên này, các bạn vào đây, tích vào cái chỗ này. Thay đổi phông chữ đây nhá. Đó. Ví dụ như là mình chọn cái cỡ chữ số số 10 đi, số 12 đi chẳng hạn, thì nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đó, thì cỡ chữ số 12 thì bây giờ nó nhảy xuống tin học cơ bản còn nó xíu đấy các bạn này. Rồi sang cỡ chữ 20 đi. 20 thì nó lớn hơn một chút. Đó, lên 20 này. Đó thì nó lớn hơn. Và bây giờ mình cho lớn hơn rồi nhá. Rồi, mình cho lên 48 chẳng hạn đi. 48 này. 36 đến 48 này, đó các bạn thấy không? Đó. Rồi 72 này. Đấy, 72 là nó lớn hẳn lên luôn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, như vậy là các bạn muốn cỡ chữ lớn lên, các bạn phải bôi đen hết. Sau đấy các bạn chọn vào cái ô cỡ chữ nhá.
Đây mình quay lại này. Rồi. Tiếp theo, đó là chọn màu chữ. Màu chữ thì các bạn cũng bôi đen. Ví dụ như tin học cơ bản này các bạn chuyển từ cái màu xanh sang màu đỏ chẳng hạn. Các bạn cũng bôi đen nhá. Các bạn để con trỏ chuột ra đằng trước cái dòng này, các bạn nhấn vào dây chuột trái để các bạn kéo rê sang phải này. Đó. Và chọn cái màu thì các bạn sẽ vào cái mục có chữ A nhá, chữ A đây. Các bạn tích vào đây. Đó. Thì nó sẽ bảng ra cái bảng màu. Và các bạn thích màu nào thì các bạn chọn màu đó, tùy theo cái sở thích của các bạn hoặc là theo cái yêu cầu công việc nhá. Ví dụ màu đỏ thì chúng ta vào đây. Đó, thì chúng ta sẽ có cái chữ là tin học cơ bản màu đỏ. Và bây giờ mình muốn chuyển nó sang màu màu tím chẳng hạn nha, thì mình cũng làm lại cái thao tác đó để con trỏ chỗ đang trước bôi đen hay cái dòng này. Và chúng ta vào lại cái mục chữ A. Đó, bấm vào cái chỗ có cái ô màu tím này. Đó, thì nó sẽ chuyển sang màu tím nhá. Rất là dễ các bạn nhé, đổi màu chữ hay là đổi cỡ chữ thì rất là dễ luôn. Đó, mình làm lại đây, mình bôi đen lại này, mình sẽ vào lại chữ A này. Ngoài ra các bạn có thể vào cái mục có nhiều màu hơn bằng cách các bạn xuống cái mục ở phía dưới đó là More Color. Đó, mục này là mục nhiều màu hơn này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có những cái màu, ở đây các bạn di chuyển các cái thanh trượt ở đây các bạn lấy cái màu ha. Đó, hoặc là vào mục Standard. Đó, thì những cái ô màu đấy rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn thích màu nào thì các bạn lấy màu đó, ví dụ như mình lấy màu đỏ chẳng hạn ha, thì chọn vào màu đỏ này. Lấy màu xanh này, thích vào ô có màu xanh ở đây. Đó, thì mình sẽ bấm là OK. Đó. Đó, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Đó, tin học cơ bản các bạn nhé. Đó, màu xanh. Rồi, sang cái thao tác thứ ba đấy là cái giãn dòng các bạn nhé. Đó, tức là giãn cái khoảng cách giữa các cái dòng. Đó, ví dụ như tin học cơ bản này và sử dụng máy tính là hai cái dòng này, bây giờ mình nó sẽ giãn xa ra. Đó, thay vì như thế này thì mình giãn xa ra thì mình sẽ làm như thế nào? Đó, thì các bạn cũng để con trỏ chuột ra đằng trước cái dòng tin học, các bạn nhấn chuột trái nhé. Các bạn kéo rê hết cái bảng này luôn. Đó, kéo rê toàn bộ cái đoạn văn bản này. Rồi, bây giờ mình sẽ giãn hai dòng này ra, có nghĩa là cho nó rộng ra đúng không? Thì các bạn sẽ vào cái mục có biểu tượng mũi tên lên xuống ở đây. Đây, đây nha. Các bạn tích vào đây. Đó, thì có mục là 1.0 này, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5. Đó, thì cái khả năng giãn dòng nó sẽ tăng dần lên. Ví dụ mình lấy 1.0 đi nha. Đó, thì khoảng cách dòng nó giảm này, bây giờ mình sẽ tăng nó lên, ví dụ như lên khoảng 2.5 đi. Đó, thì nó giảm xuống dưới đây này các bạn này. Đó, rồi mình cho lên khoảng 3.0 đi. Đó, thì lấy khoảng cách càng xa ra. Đấy, thì như vậy là trong một số trường hợp khi các bạn soạn thảo văn bản hoặc là các bạn muốn các cái dòng nó đẹp hơn, nó giãn xa ra hoặc là nó gần nhau hơn, thì các bạn sẽ vào cái phần mũi tên lên xuống hai đầu này để các bạn làm cho nhanh nhé. Rồi bây giờ mình cho lên 2.0 đi. Giảm lại. Đó, 2.0 thì nó gần hơn. Rồi, thường thường là chúng ta hay chọn 1.15 hoặc là 1.5 các bạn nhé. Đó, hay chọn 1.15 hoặc là 1.5. Đấy, mình vào đây chẳng hạn. Đó, thì nó lại gần hơn một chút nữa. Đấy, đó là cái giãn dòng. Và tiếp theo là cái thao tác thứ tư. Đấy là canh giữa các bạn nhé. Canh giữa có nghĩa là cho các cái đoạn văn bản này nó chảy ra đường ở giữa. Đấy, hoặc là canh phải, hoặc là canh trái. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ như mình cho cái chữ tin học cơ bản này nhá. Đó, mình cho cái chữ tin học cơ bản này đi. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó canh giữa đi ha. Đây, mình sẽ cho thành màu đỏ đấy các bạn nhé, cho nó dễ nhìn nhá. Đây, ví dụ tin học cơ bản mình cho ra canh giữa trang giấy đi. Ở đây là nó đang ở bên trái này, bây giờ mình sẽ cho ra canh giữa này. Đó, thì chúng ta sẽ bôi đen nhá, các bạn cũng bôi đen nhá. Rồi, tiếp theo các bạn vào cái ô đây, ô giữa đây nha. Cái này là canh bên trái này, có nghĩa là cái dòng chữ chúng ta nó sẽ nhảy sang bên trái của trang. Đấy, canh giữa có nghĩa là các bạn sẽ nó sẽ chạy vào cái trang giữa của trang giấy. Đó, canh giữa này, canh phải này ha, canh đều hai bên. Rồi mình sẽ cho canh giữa thì các bạn sẽ chọn vào cái ô canh giữa đây. Đó, thì cái tin học cơ bản này ngay lập tức là nó sẽ nhảy ra giữa nhá. Đấy, nó sẽ nhảy ra giữa luôn. Rồi mình cho cái màu xanh xanh chút ha các bạn ha. Rồi. Đó. Rồi bây giờ canh phải, muốn canh phải thì nó sẽ nhảy sang phía bên phải này, thì các bạn sẽ cũng bôi đen cái dòng này. Đó, các bạn chọn lên đây, cái này là canh phải này. Đó, thì nó sẽ nhảy sang bên phải ha. Đó, hoặc là canh trái thì các bạn lại chọn là cái ô phía ngoài cùng là đây, các bạn tích chuột vào canh trái ở đây. Đó, rất là nhanh nhá. Đó là mình chọn một dòng thôi nhá, còn nếu mà các bạn chọn cả tất cả đoạn văn bản thì các bạn cũng bôi đen hết tất cả luôn. Đó, ví dụ mình chọn hết cả đây luôn thì mình bôi đen hết cả luôn. Đó, rồi mình canh giữa thì bấm vào cái nút canh giữa đây. Đây nha. Đó, thì nó sẽ nhảy sang giữa này. Đó, giữa trang giấy nhá.
giữa trang giấy, có nghĩa là sau khi các bạn in cái tờ giấy này ra thì nó nằm ngay chính giữa của tờ giấy đó. Còn nếu mà canh phải thì khi sau khi các bạn in ra thì nó cái dòng chữ nó sẽ nằm ngay ở bên phải của tờ giấy nhé, canh phải đây đó. Rồi mình sẽ cho sang canh giữa đi ha. Rồi bây giờ tiếp theo là canh đều hai bên. Canh đều hai bên thì ở đây cái ô này là canh đều hai bên này đây các bạn nhé, cái này là canh đều hai bên. Canh đều hai bên thì chúng ta cũng rất là hay sử dụng khi chúng ta gõ tiếng Việt, tức là soạn thảo văn bản ở trên máy tính đó, để cái trang văn bản chúng ta nó đẹp hơn, nó đỡ bị rườm ra đó, nó vuông và vuông vức và nó đẹp hơn đấy, thì gọi là canh đều hai bên. Chúng ta sẽ chọn một cái ô cuối cùng ở đây nha. Đó. Rồi thì cái này thường thường là canh đều hai bên, thì sau khi các bạn soạn một cái đoạn văn bản nó dài hơn đó, nó nhiều thông tin hơn, thì các bạn canh đều hai bên thì các bạn sẽ thấy rõ hơn nhé. Rồi tiếp theo đó là cái phần các bạn canh lề ha, canh lề văn bản, có nghĩa là các bạn sẽ canh cái lề cái tờ giấy làm sao để sau này các bạn in văn bản ra cho nó đẹp, đúng không? Thì các bạn sẽ kích đúp chuột trái vào cái thanh thước ở bên bên trái ngoài cùng này nhá, của cái trang gột nhá. Đây các bạn này, đây cái thanh thước này đây nhá. Con trỏ chuột đây các bạn này, đây các bạn những con trỏ chuột của mình đang chạy phía bên này này. Đây. Thì các bạn kích đúp chuột trái vào đây nhá. Các bạn kích đúp chuột trái vào thanh thước này, có nghĩa là các bạn kích chuột trái hai lần liên tiếp đó. Đó, thì nó sẽ có cái hiện tượng canh lề đây, một cái ô canh lề đây nhá. Rồi. Thì để canh lề ở đây thì các bạn lưu ý là đối với top là cái lề trên. Ở lề trên thì thường thường chúng ta lấy 2 cm nhá. 2 cm. Đây các bạn xóa đi. Các bạn lấy 2 vào đây. Đó. Các bạn phải chú ý là đơn vị cm nhá mới đúng nhá. Rồi canh lề phải là lề dưới là bottom. Các bạn cũng lấy 2 cm nhá. Đấy. Rồi cái lề trái led là lề trái nhá. Đây, cái led này là lề trái các bạn này, thì chúng ta lấy 3 nhá. Theo quy định mới nhé, là 3 cm này. Đó, 3 cm. Ở đây nha. Mình bấm lại nha. 3. Rồi lề phải thì các bạn lấy 2 hoặc là 2,5 nhé. Ở đây mình sẽ lấy 2 nhé. Rồi chúng ta xóa đi, chúng ta lấy bấm trên bàn phím á, chúng ta lấy 2. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào OK. Đó. Các bạn chú ý nhé, lề trên là top là 2 cm này, bottom này, lề dưới là 2 cm này. Led này, lề bên trái là 3 cm, right là lề bên phải 2 cm. Tiếp theo các bạn bấm vào OK để chúng ta cài đặt. Đó. Thì như vậy là cái trang giấy chúng ta nó sẽ canh lề đẹp hơn, và khi các bạn in ra thì các bạn soạn thảo văn bản xong các bạn in ra thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Rồi. Cái thao tác thứ 6 ấy đó là các bạn thu nhỏ hoặc là phóng to cái trang văn bản này lên, tức là trang gột các bạn phóng to hoặc là thu nhỏ lên. Đó thì các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới của cái gột. Ở đây thì mình đang sử dụng cái gột 2013 các bạn nhé. Còn các cái phiên bản gột khác thì các bạn, nếu các bạn xuất hiện cái thanh này thì các bạn làm tương tự nhé. Phía dưới nó có cái thanh dấu dấu trừ này, đấy, và dấu còng này. Nếu chúng ta kéo sang bên bên phải ấy, thì cái trang gột này nó sẽ phóng to lên, trừ nó sẽ to lên. Còn nếu chúng ta kéo cái thanh trừ này sang bên trái thì cái cửa sổ văn bản này nó sẽ thu nhỏ lại và cái trừ nó sẽ nhỏ lại nhé. Đây mình sẽ kích chuột vào đây các bạn này. Đây. Đấy. Mình sẽ kéo sang phải thì cái trang gột nó phóng to lên thì cái chữ nó sẽ lớn lên nhá. Càng lớn lên đây các bạn này, các bạn nhìn xem đấy, càng lớn lên. Rồi mình kéo sang trái nhá, kéo sang trái thì nó sẽ thu nhỏ lại nhá. Đấy nhá, đó con chuột của mình đây nhá. Đó các bạn thấy này, nó thu nhỏ lại đó, càng ngày càng nhỏ lại đó, phóng to lên, thu nhỏ lại này, phóng to lên. Thì cái cách làm này rất là hữu ích trong trường hợp là các bạn muốn đánh chữ lớn. Để cho đỡ mỏi mắt chẳng hạn, không các bạn soạn thảo văn bản 30 phút thậm chí là 1 tiếng chẳng hạn đấy, thì các bạn sẽ bị mỏi mắt. Thì tránh cái hiện tượng mỏi mắt thì các bạn phóng to cái trang gột này lên thì cái chữ nó sẽ lớn lên và các bạn sẽ dễ quan sát hơn, các bạn gõ nó sẽ đôi lúc nó nhanh hơn và nó đỡ sai lỗi chính tả các bạn nhé. Đó. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về 6 cái thao tác rất là cơ bản dành cho các bạn mới gõ tiếng Việt có dấu ở trên máy tính. Đấy. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được một số cái thông tin để các bạn tham khảo dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu nhé. Ngoài ra những cái video mà chia sẻ về cách gõ tiếng Việt có dấu đó, các cái dấu cơ bản ở trong tiếng Việt, dấu huyền, dấu hỏi, dấu sắc này, cách gõ các cái chữ cái đặc biệt, hoặc là các cái ví dụ demo về gõ
các cái từ có dấu ở trên máy tính ấy, thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết trong một số video trên kênh của mình nhé. Đó, thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào cái kênh của mình, các bạn vào cái mục video thì các bạn sẽ tham khảo thêm một số video đó nhé. Rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn gọi tiếng Việt ở trên máy tính thành công nhé. Sau video này, bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment dưới nhé. Mình sẽ trao đổi thêm với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.